Xin chào mọi người, vì lý do lỗi kỹ thuật nên chúng ta sẽ tiếp tục Ninja Game. Trước khi tiếp tục, mình vào YouTube Studio chút về mình coi các bạn à. Mình cũng bình luận lên kênh tôi không nha. À, sao ít quá vậy? Ít rồi, vậy là vài ngày rồi không hoạt động. Rồi, sau đây mình sẽ tiếp tục chơi game. Xin lỗi các bạn vì lỗi kỹ thuật, hồi nãy mình chơi game nè. Lần 2 á đúng không? Lần 2, mà tự nhiên nó bị lỗi kỹ thuật, xin lỗi các bạn rất là nhiều nha. Xin lỗi các bạn nha mọi người, tại vì cái này sẽ là phần 2. Bởi vì cái phần 1 nó bị lỗi, nó tắt nguồn. Giờ là phần 2 nha. Nó lỗi khởi động lại mọi người thông cảm. Rồi, gen cô nhiều nhất là 2, điểm nhiều nhất là 210 nha. Rồi, sau đây là mình sẽ chơi đấu khác nha. Bị trừ 10 và nó làm lại. Yeah!
bị trừ 10, không là sao. Sao có bom là khó bị trừ 10 rồi được. Dạo này nếu Notoriety sẽ buồn cho bà con.
Không sao mọi người, dù là thông cảm. Ok, chúng ta đã chơi xong gì ta, lá xếp hai lần rồi. Và bây giờ chuyên một Ninja Game đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đừng quên like, share, chia sẻ cho mình nha. Nếu bạn nào thấy video này hay, cho mình một like, một share và một subscribe để tôi có động lực làm nhiều video game trên kênh YouTube rồi đi Samsung. Và mình sẽ nhắc lại video game sẽ được đọc công chiếu vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần nha. Và đây sẽ và có hai phần, phần 1 là 19:30, phần 2 là 19:30 thứ bảy cùng ngày, hai video đó nha. Hiện tại tiền mình đang là 19.266 sao nha. Ok, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong nhiều video tiếp theo của Ninja Game của kênh YouTube Authority Samsung nhé. Và video này mình sẽ gửi cho On Authority All Channel. Bye.